xã Nghĩa Thắng, tỉnh Nam Định có một ngôi làng được mệnh danh là làng của những người chân dài. Wow. Chào nha. Chào. Ok. Dung, did you know the circus was in town? I think so. Let's buy the ticket. Yeah, all right. Ở đây, cá kheo không chỉ được dùng để đi lại, biểu diễn hay đá bóng, mà còn là một phương tiện quan trọng để kiếm sống. Các bạn thử đoán xem là họ đang làm gì. I'm guessing this is a seaside circus act coming at us. Adam đã đoán sai bởi vì những người đang đi cá kheo này không phải là diễn viên xiếc mà là những ngư dân thực thụ. Họ dùng cá kheo để đánh bắt hải sản ở những chỗ nước biển sâu khoảng từ 2 đến 3 mét. If this is the way I had to hunt, I think I'd starve to death. I've never seen such a fishing technique in my life. Tôi nghĩ là chắc là ai cũng sẽ muốn thử một lần đi trên những chiếc cá kheo như thế này, kể cả một người sợ độ cao như là tôi. Cứ đứng thẳng lên, cứng lên nhá. Cứng lên. Đứng thẳng lên. Rồi, rồi. Đấy. Cứng lên. Vai. Tiếp. Đấy. Bạn giơ tay lên nào. No, please don't. Cứ đứng lên. Bạn cứ đứng thẳng lên. Bạn đứng thẳng lên. Bạn cứ đứng thẳng lên. Đứng thẳng lên. Cứ dậy thì nhanh lắm. Ấy, vừa bước nữa. Tay này. Tay này. Hóa ra là có một đôi chân dài không hề dễ chịu một chút nào. I think you're ready for the net. Ừ, và đứng yên để chú cho xuống. Okay, Adam, I surrender. Got it. On yours now. Chú cứ đỡ trong lên. Rồi. Ông này khỏe đấy, ông này đúng tốt đấy nè. Rồi. Ừ, giỏi đấy. Tôi vừa thôi, vừa ngã đấy. Tôi nhá. That's all I can do. Now I get to go cook the food, be the chef that I need to be. I'm gonna show you an easy way to use the seafood we got and the garden vegetables. No. And now we put our seafood. So, this being Vietnam, I asked for wine, and I got this. This is not wine. So the way we use this instead. And you can see our seafood's getting done. Thứ hai là một buổi tiệc hải sản ngoài trời rất là hấp dẫn. We'll let Dung try the first clam. Rồi, mọi người ăn đi ạ. Tìm môi. Dung. Chỉ cần nhìn mọi người ăn là đủ biết món hải sản rau củ của Adam được ưa thích cỡ nào. Tôi đoán, từ nay ngôi làng chân dài này, ngoài cá kheo, chắc chắn sẽ có thêm một đặc sản mới.